kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin bị dí bí thủ tướng kêu cứu khả năng của ông thủ tướng thể hiện ở năng lực điều hành nền kinh tế của đất nước nếu điều hành kinh tế tốt thì những tiêu cực thuộc lĩnh vực của ông thủ tướng quản lý có thể không ảnh hưởng nhiều tuy nhiên điều hành kinh tế đã kém mà còn để tiêu cực xảy ra thì nói như cộng hưởng tội chồng tội ông nguyễn xuân phúc tiếp nhận ghế thủ tướng từ ông nguyễn tấn dũng Nền kinh tế mà ông phúc tiếp nhận từ ông dũng rất tệ hại với những quả đấm thép đấm tan nát đất nước và nợ công thì cao khủng khiếp. Những gì mà ông Phúc đã làm được trong nhiệm kỳ của mình được đánh giá là cao hơn Nguyễn Tấn Dũng. Ông Phạm Minh Chính được tỏ ra là một thủ tướng bất tài, điều hành kinh tế thì kém cỏi. Cũng ý kiến cho rằng sở dĩ ông Phúc được đánh giá cao hơn ông Dũng là bởi ông Phúc ít phá hơn ông Dũng. Trong cái tệ thì cái tệ ít được đánh giá cao hơn. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng những quả đấm thép gồm các tập đoàn kinh tế nhà nước như Vinashin, Vinalai đã để lại những món nợ hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn tỷ không có khả năng thu hồi. Câu nhận xét ông Nguyễn Xuân Phúc không giỏi mà chỉ ít tệ hơn ông Nguyễn Đăng Dũng có vẻ như là hợp lý nhất. Bởi đã là quản lý giỏi thì phải làm được hai điều, ra chính sách tốt và hạn chế tiêu cực. Cả hai điều này ông Nguyễn Xuân Phúc đều không làm được. Đặc biệt là dưới thời ông Phúc tiêu cực xảy ra rất nghiêm trọng mà cụ thể là vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu và vụ đăng kiểm. Cả ba vụ này đều vô cùng nghiêm trọng, nó kéo dài từ Bắc đến Nam, trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc có bề ngoài nhà quê và ông không viết sách về kinh tế như ông Phạm Minh Chính. Điều đó làm cho Trung ương Đảng và xã hội đánh giá cao ông Phạm Minh Chính hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Và đó cũng là một phần giúp ông Phạm Minh Chính được ủng hộ để nắm ghế Thủ tướng tại Đại hội 13 Đảng Cộng sản vào năm 2021. Tuy nhiên, khi ông Phạm Minh Chính nắm được chức thủ tướng thì sự thật không như đánh giá. Ông chính không giải quyết được những vấn đề đã xảy ra dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Vì vậy, những vụ như Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ đăng kiểm vẫn tiếp tục diễn ra dưới thời ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Phú Trọng đang giám sát rất kỹ những gì ông thủ tướng làm. Sau nửa nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính vẫn bất lực trước vấn đề chủ động bơm và hút dòng vốn ra thị trường để mà điều tiết nền kinh tế giải ngân nguồn vốn đầu tư công thì rất chậm làm cho kinh tế thiếu vốn vào lúc cần thiết đấy là vấn đề hết sức nghiêm trọng chính sự chậm chạp trong việc điều khiển dòng vốn mà nền kinh tế trong nước thì eo uột doanh nghiệp trong nước chết dần chết mòn đã từ nhiều năm nay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tức là fdi là doanh nghiệp dành phần lớn sức nặng của nền kinh tế việt nam có người nhận xét rằng nguồn vốn của khối fdi không phụ thuộc vào chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của nhà nước Việt Nam nên họ không bị gục ngã nhiều như doanh nghiệp ở trong nước. Với cách điều hành kém cỏi của Phạm Minh Chính thì doanh nghiệp mạnh thành doanh nghiệp yếu và doanh nghiệp yếu thì lại gục ngã phá sản. Nếu nói nền kinh tế Việt Nam là kiểm ba chân, chân doanh nghiệp nhà nước, chân doanh nghiệp tư nhân và chân nữa là doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài thì nền kinh tế này đã bị suy yếu hai chân trụ, đấy là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân hiện nay nhờ có doanh nghiệp FDI mà nền kinh tế Việt Nam chưa sụp đổ. Vào ngày 22 tháng 4, phát biểu khai mạc hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, ông Phạm Minh Chính nói rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đặc biệt và xác định rõ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Và ông Chính đã nhấn mạnh rằng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự. Khối doanh nghiệp nước ngoài FDI cứu nền kinh tế Việt Nam rất nhiều. Pháp luật Việt Nam thì rất tùy tiện, đôi khi họ muốn diệt một doanh nghiệp, họ dễ dàng hình sự hóa quan hệ dân sự. Các doanh nghiệp FDI biết điều này và họ cũng rất thận trọng. Ông Chính lần này chấn an khối FDI để khối này mạnh tay đầu tư, đấy là cứu cánh cho ông Thủ tướng. Bởi dưới bàn tay điều hành của ông Chính, nền kinh tế Việt Nam đã quá quẻ quạt. Hiện nay, ông Tổng Bí Thư đang dí ông thủ tướng về vấn đề điều hành nền kinh tế của đất nước mà đặc biệt là việc chậm giải ngân vốn đầu tư công ông thủ tướng phạm minh chính đang bí và có vẻ như ông đang cầu cứu fdi giải cứu dụng quý vị và xem bản tin bị dí bí thủ tướng kêu cứu kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin đang có chiến dịch phá bùa ông tổng đại gia thanh thản đang tứ bể thọ địch cho đến nay chưa có đại gia nào được hân hạnh nhận bùa của ông tổng có khi lá bùa của ông tổng bí thư ban cho đại gia lê thanh thản chỉ là cao hứng nhưng với thói sợ quyền lực cho bộ máy chính quyền này chỉ cần thấy chữ ký của ông tổng bí thư thì quan lại các tỉnh đã xanh mặt vì sợ hầu hết những con người làm cho bộ máy của nhà nước đảng cộng sản việt nam nhiễm nặng tính cách thượng đội hạ đạp khi gặp dân thì họ hách dịch khi chạm mặt cấp trên thì lại khúm núm xun xoe không nói ra lời, không dám bày tỏ chính kiến. Ở Việt Nam, rất nhiều chủ doanh nghiệp tranh thủ chụp hình với lãnh đạo rồi đăng lên, in to ra thành bức hình để treo lên tường, làm bùa hộ mệnh cho mình. Các quan chức địa phương nhìn thấy tấm hình, la lại co vòi. Bài thơ với bốn câu mà Nguyễn Phú Trọng tặng trong Lê Thanh Thản là lá bùa rất nặng ký. Nặng ký hơn tấm ảnh chụp chung và lá bùa này đã che chở cho Lê Thanh Thản từ nhiều năm qua. Vẫn chưa dám bắt giữ đại gia điếu cày Lê Thành Thản. Hồi tháng 7 năm 2019, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thành Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Đồng thời thực hiện khám xét trụ sở công ty tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai thu giữ nhiều tài liệu. Tuy nhiên, Công an Hà Nội không dám phát hành lệnh bắt giữ ông Lê Thành Thản để điều tra và kết quả sau 3 năm khởi tố, mà vụ án lại dậm chân tại chỗ. Không bắt giữ ông chủ Mường Thanh thì điều tra thế nào cho được. Đấy là văn hóa sợ bùa. Chưa chắc gì ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ ông Lê Thanh Thản, nhưng cả bộ máy công an thành phố Hà Nội, từ giám đốc cho đến các ban ngành đều sợ, đều đun đẩy cho nhau không dám chạm vào ông Lê Thanh Thản. Chỉ một tờ giấy có chữ ký của ông Tổng Bí Thư mà việc điều tra vụ án đã đứng im trong suốt nhiều năm. Vào ngày 23 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản là chủ toàn Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra chức toán nhân dân cung cấp để xét xử về tội lừa dối khách hàng. Theo quy định tại điểm D khoản 2, điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên lần này không hề có lệnh bắt đối với ông Lê Thanh Thản. Truy tố mà không bắt giữ phạm nhân thì điều tra thế nào cho được? Vấn đề hiện nay là ai sẽ phát hành lệnh bắt giữ ông Lê Thanh Thản đây? Đại gia Lê Thanh Thản đang sừng sững, chẳng ai dám bắt dù đã truy tố. Cho đến thời điểm này, cả công an và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đều đang sợ bùa. Họ muốn bắt, họ khởi tố, họ truy tố, vân vân. Họ làm mọi cách nhưng việc bắt giữ thì vẫn không dám. Cả bộ máy mà cứ sợ bóng, sợ gió vì một tờ giấy có chữ ký của ông tổng đó là cái vô dụng của bộ máy công quyền trên đất nước này hầu hết các tờ báo đều đăng về bản cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội truy tố ông lê thanh thản đây là một áp lực áp lực này đang bủa vây xung quanh ông lê thanh thản câu hỏi đặt ra là bao giờ cơ quan chức năng bắt đại gia điếu cày đây rất nhiều người muốn công lý được thực thi muốn cho các người tự tung tự tác lấy đất công làm của riêng những người xem thường luật pháp phá nát quy hoạch thành phố phải bị trừng trị. Vụ án Lê Thanh Thản là một thước đo, thước đo về khả năng dám làm của cơ quan công quyền. Chỉ là tờ giấy thôi nhưng công an và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đều sợ không dám bắt. Hiện nay đang có tình trạng bộ máy nhà nước ở các cấp ủ lì, không dám thực hiện nhiệm vụ, nếu làm thì cứ ngó trước ngó sau, sợ quyền lực, sợ bùa chú. Và hình ảnh công an và viện kiểm sát đang sợ bùa chú là rất rõ đấy là tình trạng đôn đẩy sợ sệt đâu chỉ xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh mà nó đang diễn ra ngay tại thủ đô Hà Nội. Đã hơn 3 năm mà Sở Công an, Viện kiểm sát và báo chí toàn quốc chưa thắng được lá bùa của ông Tổng Bí thư. Đợi xem khi nào cả bộ máy đồ sộ sẽ thắng một tờ giấy vô trì vô giác vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đang có chiến dịch phá bùa tổng. Đại gia thanh thản đang tứ bể thọ lịch Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.